Tiện lợi và giá rẻ phù hợp với túi tiền của người thu nhập thấp. Đây là lý do phần lớn công nhân lao động thường xuyên chọn mua thực phẩm tại các chợ tạm gần các khu cụm công nghiệp. Điều này đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm, ảnh hưởng đến sức khỏe của người lao động. Khu chợ tạm gần trước cổng khu công nghiệp Rạch Bắp thuộc phường An Điền, thành phố Bến Cát sau giờ tan ca. Cảnh mua bán khá nhộn nhịp, tấp nập khi nhiều công nhân ghé vào đây mua thực phẩm về nấu cơm chiều. Gọi là chợ tạm nhưng hàng hóa bày bán tại đây rất đa dạng, với đầy đủ các mặt hàng thịt cá, rau củ quả, đồ dùng sinh hoạt. Chưa biết chất lượng, nguồn gốc như thế nào, nhưng theo các tiểu thương, muốn trụ được, điều đầu tiên giá bán phải rẻ hơn các chợ, cửa hàng lân cận. Công nhân mà, chỗ nào rẻ thì người ta mua. Đấy, mà mình bán mắc quá thì người ta không mua, ta lại đi chỗ khác. Thì nói chung là giá cả mình bán là mới mức giá là phải chăng, phù hợp với túi tiền của người ta. Ngày thường thì bán tầm chừng 3 ngoài ký cá, 3 ngoài 40, còn chỉ bán được là nhờ ngày cuối tuần, thứ bảy chủ nhật với lại đầu lương rồi đó. Giá thành thì bán cũng vừa, bán mắc quá thì không ai mua. Giá rẻ và tiện lợi cũng là lý do chính khiến nhiều công nhân thường xuyên mua thực phẩm ngay tại các chợ tạm, chợ dân sinh. Bởi lẽ với nguồn thu nhập eo hẹp, mọi người phải tính toán chi li các khoản chi tiêu theo hướng tiết kiệm nhất. Chính vì vậy, đa số công nhân chỉ quan tâm đến giá cả hơn là vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, sẵn sàng chấp nhận tiền nào của nấy khi đi chợ. Khu công nghiệp ở đây thì xung quanh này là phòng trọ hết, ở gần gần đây hết là phải ra đây mua tiền. Nhưng mà cái thực phẩm là không an toàn, mà không có tăng ca nhiều, lương thì ít. Ở chỗ nào rẻ thì mua ăn. Trên địa bàn tỉnh hiện đang hình thành hàng trăm chợ tạm gần các khu cụm công nghiệp, khu dân cư. Bên cạnh phục vụ nhu cầu thiết yếu của công nhân, những khu chợ tự phát này luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm. Nếu không có giải pháp chấn chỉnh kịp thời, thì sức khỏe của người lao động cũng sẽ bị ảnh hưởng khi sử dụng các sản phẩm hàng hóa không đảm bảo chất lượng, thiếu an toàn.